Ok, xin chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay em tiếp tục lên sóng như con đẩy. Giá cực kỳ rẻ, chỉ từ 1.700.000 một con nhá, trở lên. Chỉ từ 1.700.000. Bao rẻ hơn thị trường từ 500 đến 1 triệu nhá. Đấy. Con đẩy đầu tiên này. Con đẩy mang mã là LA1200P. Đấy. Con này chạy 24 sò nha. Chạy 4 tụ công tụ lớn nha, 100V. 100V luôn. 10.000 ni. Loại tụ doai to, cao. Nguồn cao nha. Rất là khủng khiếp luôn. Con này anh em chơi hydro full 30 thoải mái nhá. Hydro full 30 thoải mái luôn. Con này mặt mũi rất là đẹp. Mặt mũi còn rất là đẹp nhá. Máy cũng rất là đẹp luôn. Đấy, máy đẹp lắm này. Đấy. Máy rất là đẹp nhá. Con này công nghệ của Mỹ luôn. 24 sò nguồn cao. Chạy 4 tụ cao này, 100V này, điện áp cao luôn. Con này bán thanh lý cho anh em 2.950.000. 2.950.000 nhá. Đấy. Con này 2.950.000 nhá, mã là LA1200P. 1200. Đấy. Anh em nào lấy thì liên hệ ngay qua số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Tiếp theo là con đẩy ETC. ETC BE3550A. Con này chạy 20 đèn nhá. 20 đèn. Đấy, quẩn thôi, nâu rồi. Nguồn rất là to. Nguồn to và cao nhá. Anh em nhìn kỹ, nguồn rất là to và cao. Máy doai 3U. 3U thì nguồn nó rất là cao. Chạy 2 tụ 100V. Đấy. Rất là khủng khiếp luôn. Con này bao zin nhá. Bán thanh lý cho anh em với giá là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng nhá. Đẹp long lanh luôn. Mặt rất là đẹp nha, bẩn nha, lau được nha. Mặt không một vết xước luôn, mặt phanh nhôm. 2.600.000 đồng anh em nhá. 2.600.000 đồng mã ETC PE3550 nhá. Đấy, con này công nghệ của Mỹ luôn, rất là khủng khiếp. Mạch còn rất là đẹp. Đấy. Mạch còn rất là đẹp luôn. Hai triệu sáu trăm nghìn đồng anh em nhá. Anh em xem kỹ đi. Tiếp theo là con đẩy STX 3250A. Đấy, họ hàng anh em nhà đẩy STC này. Đấy, con này em bán rẻ thôi. Con này chạy có 8 sò. Con này chạy có 8 sò thôi nhá. Đấy, mạch còn rất là đẹp, nguyên zin. Nguyên bản luôn. Đây, sò đây. À, con này chạy 12 sò. 2. À, 6 sò, 6. 63, 3 ra 6, 12 sò nhá. Chạy à, một bên 3. Bên khe này. Khe này 3. Đấy, bên này 6 nữa là 12 sò nhá. 12 sò. Con này nguồn hơi nhỏ. Bán cho anh em giá 1.900.000 đồng nhá. 1.800.000 đồng. Con STX 3250 chạy 12 sò này. 1.800.000 đồng. Mặt phay nhôm toàn bộ nhá, rất là đẹp.
chạy trụ 100V. Đấy, rất là chất luôn. Tiếp theo là con ETX3250 chạy 8 sò này, nguồn lại to hơn này, 8 sò nguồn to hơn, chạy 2 tụ rất là cao, 100V, máy nguyên zin nhá, mặt mạch rất là đẹp. Con này em cũng bán giá 1.800.000 đồng nhá, 1.800.000 đồng. Con này bao đánh một đôi full 30, căng đét đèn đẹp luôn. ETX3250. Hai con này là 1.800.000 bằng nhau nhá. Tiếp theo là một con ETX3250 nữa. Con này chạy 12 đèn nhá. Nguồn to. Hàng máy nguyên zin. Đấy. Con này bán giá 1.900.000 đồng nhá, 1.900.000 đồng anh em nhá. Đấy, con này 1.900.000 đồng, mặt đẹp long lanh, nguyên zin nhá, hàng nguyên zin chưa sửa chữa. Đấy, mặt thay nhôm rất là đẹp, quá là đẹp luôn anh em ạ. Bao đánh một đôi full 30 côn 76 từ 19 thoải mái luôn. Ok anh em nhá. Đấy. Đấy, tiếp theo em đưa ra một con đẩy Class TD rất là khủng khiếp luôn. Đấy, anh em chơi biết Class TD là cái hàng quá là chất lượng rồi. 3 kênh nhá. Đấy, 3 kênh, mỗi kênh công suất của nó rơi vào khoảng 1.000W nhá, mỗi kênh khoảng 1.000W, mang thương hiệu GS, model xe 3008 nhá. Đấy, con này Class TD, nguồn rất là to và cao nhá, nguồn to cao rất là nặng, chạy 8 tụ dung lượng cao nhá, chạy Class TD vỉ rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn vỉ đã thấy đẹp không? Con này bán cho anh em giá 4.000.000 nhá, 4.000.000 anh em nhá, 3 kênh, hàng công suất lớn, Class TD nhá, 4.000.000 anh em nhá. Con GS Class TD 3 kênh này giá 4.000.000 cho anh em này, quá là khủng khiếp luôn. Tiếp theo là một con đẩy Paso PS500A, con này đã qua sửa chữa nhá, đây cháy chở đã sửa chữa qua này. Đấy, con này đã sửa chữa qua, bán cho anh em với giá là 1.600.000 nhá. Con này 8 sò nhưng đã sửa chữa qua, em bán giá rẻ 1.600.000 cho anh em. Mặt tay nhôm rất là đẹp nhá. Đấy, mặt tay nhôm rất là đẹp luôn, quạt rất là bự, nguồn to. Con này công suất của nó rơi vào khoảng 500W một kênh, anh em chơi thao hồ mưa full 30 nhá. Đấy. Đấy, anh em con Class TD 4.000.000 này quá là chất luôn. Hôm nay anh em tha hồ săn hàng giá rẻ, tha hồ săn luôn, giá siêu tốt cho anh em. Class TD thì quá là chất âm hay nhất, gần như hay nhất rồi. Đấy, công suất nó ra rất là lớn, anh em chơi con này anh em có thể chơi được một đôi full 30 và một đôi full 40. Một đôi full 40 với một con trầm. Trầm 40 nhá. Đấy. Anh em về chơi quá là an tâm. Rất nhiều anh em hỏi em con đẩy 3 kênh và 4 kênh. Đấy, hôm nay có con đẩy 3 kênh Class TD đây. Anh em nào lấy liên hệ ngay nhá. 4.000.000. 4.000.000 cho anh em là nhanh tay. Tiếp theo là con đẩy OS24 mang hãng là đa kíp. Đấy. Hàng bãi chạy 16 đèn, 8 tụ, nguồn cao và to. Đấy, nguồn rất là cao và to nhá.
Con này công suất của nó dư vào khoảng 650W một kênh. Thao chơi một đôi full 40 thoải mái luôn. Đấy, một đôi full 40 thoải mái hoặc là hai đôi lằm 30. Anh em nhá. Hoặc là một đôi full 30, một đôi lằm 25. Đấy, con này chơi quá là ok luôn, chơi gia đình thì quá là tuyệt. Mặt phay nhôm toàn bộ này, rất là đẹp. Đấy, mặt phay nhôm toàn bộ nhá. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp nhá. Con này bán giá 2.600.000 đồng nhá, 2.600.000 đồng. Quá là rẻ luôn anh em ạ. 2.600.000 đồng một con đẩy 8 tụ 12 à 16 sò. Nguồn rất là cao và to. Đấy. 2.600.000 nhá, con US 2624A. 2.600.000. Ok, sang con tiếp theo. Con đẩy cũng là rất là khủng khiếp, loại ba u mang thương hiệu TVKI Show SG2000. Con này có công suất là 550W, chạy 12 đèn. Đấy, con này chạy 12 đèn nhá. Nguồn rất là to. Đấy. Con này bao vã một đôi full 30 côn 76 từ 19 thoải mái nhá. Đấy, con này chạy class AB. Có bù áp luôn. Đấy. Anh em chơi rất là an tâm. Con này chạy 8 tụ. Rất là nhiều tụ luôn anh em nhá. Đấy. Con này bán cho anh em giá 2 triệu. 2 triệu con này thôi nhá. SG2000. Anh em xem video nhớ cho em ngay xin một nút đăng ký kênh và một nút like bên dưới nhá. Để em biết được anh em nào vào xem video của em. Đấy, mỗi anh em vào hãy cho em xin một nút like. Và anh em nào chưa đăng ký thì nhấn vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới nhá. Tiếp theo là một con đẩy class AB, à class dạng B3. Chạy 20 đèn. Đấy, rất là chất luôn. Con này 4 tụ 20 đèn, mang thương hiệu DA45. Con này chạy đèn LGVK rất là chất lượng luôn. Mặt phay nhôm nhá. Hôm nay rất nhiều hàng, đa phần là hàng mặt phay nhôm. Nên là anh em không lo bị xước gì. Chơi rất là đẹp và an tâm nhá. Con 20 sò này bán với giá 2.300.000 đồng anh em nhá. 2.300.000 đồng con đẩy này. Công suất của nó dư vào khoảng công suất thực luôn. Dư vào khoảng 500W một cây. Anh em chơi một đôi full 40 thoải mái. Full 40 côn 76 từ 19 thoải mái luôn nhá. Dòng này bao chất âm siêu hay luôn. Tiếng cực kỳ sáng. Đấy, con này bán 2.300.000 đồng anh em nhá. Anh em nào muốn mua sản phẩm nào ở trên video thì hãy liên hệ ngay qua số hotline 0349 718 440 hoặc 0983 288 440 nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ qua Zalo, số điện thoại trên màn hình để liên hệ trực tiếp bên em, có thể nhận được những hình ảnh thực tế và chốt đơn. Cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.